hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, định bốn vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tất cả môn tam ma địa môn đà la ni, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đọa địa ngục, báng sanh, quỷ giới, ngoại trừ nguyện sanh vào đó để thành thục hữu tình, sanh bất cứ nơi đâu, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, các căn đầy đủ, thân thể không khuyết, hẳn chẳng sanh vào nhà bần cùng hạ tiện, thợ thuyền tạp loại, thợ thịt, đánh cá, săn bắn, đạo tặc, quan ngục, và hạng khiêng gánh thây chết, hoặc tộc hèn, nông phu, buôn bán. Sanh bất cứ nơi đâu, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, cũng có đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm, tất cả hữu tình nhìn thấy đều vui mừng. Phần nhiều sanh trong cõi nghiêm tịnh, có Phật, hóa sanh từ hoa sen, chẳng gây nghiệp ác, thường chẳng xa lìa thần thông của Bồ Tát, tùy theo tâm nguyện, dạo các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật kia, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, lắng nghe chánh pháp như thuyết tu hành, dần dần chứng được trí nhất thiết trí. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ thành tựu các loại công đức vị lai như thế. Vì vậy, nên Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức thù thắng hiện tại vị lai như thế, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì phải thường chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, lại đem các vật thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường,